Vâng, cuộc sống sinh hoạt của người dân Trung Quốc trong một công viên vòng trong lòng thành phố. Các bạn có thể thấy qua màn hình, với cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội ạ. Thì có một cái điều lạ là ở đây hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa. Còn như thủ đô Hà Nội chỉ có buổi sáng và buổi tối mình cũng thấy hiếm lắm. Nhưng mà buổi sáng thì là cực đông, nhưng mà ở đây giữa trưa, bây giờ là 11 giờ trưa mà công viên Trung Quốc vẫn rất là đông. Bây giờ mình đưa các bạn ra khu vực hồ. Vâng, một cái hồ ở xung quanh họ kè đá, và đặc biệt ở giữa hồ có một cái nhà thuyền bằng đá. Ở dưới này thì đặc biệt là nhiều cá. Phong cảnh thực sự là hữu tình. Ở bên đất nước Trung Quốc họ sử dụng khá nhiều những cây liễu để rủ bên xung quanh hồ, nên là tạo nên một vẻ đẹp thật sự là đẹp. Ôi, một con cá lớn quá, mình sẽ quay phía dưới các bạn hình dung ạ. Ồ, dưới này quá nhiều cá lớn chứ không phải một con cá đâu ạ. Rất nhiều cá lớn. Mình vừa nhìn lướt qua thì mình cảm giác là có một con cá lớn nhưng mà quá nhiều. Thật sự là quá nhiều những con cá lớn. Con cá kia mình nghĩ phải đến 10 cân nữa. Thật là khủng khiếp. Cá nuôi lâu năm trong hồ. Bây giờ mình tiếp tục đưa các bạn vào trong khu vực công viên này. Cái đặc điểm công viên này nằm ở trong lòng thành phố, nhưng mà xung quanh các bạn có thể nhìn thấy toàn những cây cổ thụ. Một công viên rất là lâu đời rồi. Các bạn có thể hình dung không ạ? Vâng, trong lòng thành phố mà rất nhiều những cây đại thụ cổ kính. Thật sự là một thiên đường dành cho những người cao tuổi ở đất nước Trung Quốc. Mình đi đâu mình cũng thấy người cao tuổi chơi bài, mình cũng không rõ là cách họ chơi như thế nào. Vâng, đâu đâu mình cũng thấy, kể cả các cụ ông, các cụ bà. Đặc biệt các cụ ông thì thích đánh cờ. Một cái bàn cờ có khi phải đến hàng chục người đứng xung quanh. Cảnh đẹp quá. Cảnh vô cùng là hữu tình. Wow, chúng ta tiếp tục tiến vào bên trong. Khung cảnh thật sự là yên bình. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem các người cao tuổi đang biểu diễn nghệ thuật ở trong khu vực này. Phong cảnh tuyệt đẹp. Cái điều đáng quý là cái công viên nằm trong lòng thành phố mà họ giữ được những cây cổ thụ và giữ một quần thể tự nhiên như này thì thật sự là đáng quý. Bây giờ chúng ta cùng xem các người cao tuổi có một màn biểu diễn nghệ thuật. Vâng, đây là một nét đặc thù của những người cao tuổi, họ sinh hoạt theo câu lạc bộ trong thành phố. Chúng ta thật là may mắn khi tình cờ gặp một buổi biểu diễn của các người cao tuổi ở trong khu vực này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Mình mong những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình, đặc biệt là các bạn ấn nút chuông. Tại vì khi mình up video lên thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video mới nhất của mình. Kênh Cuộc Sống Người Trung Quốc chia sẻ những hình ảnh sống động nhất, sinh động nhất của người dân Trung Quốc đến với các bạn. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.